làm như em thấy nó cũng còn hơi cao hơn nữa. Có thể năm tới vụ tới anh tiếp tục làm chân hiệp nữa. Bây giờ chưa kéo được nhiều được gì nào. Đúng rồi, tại vì em tới đó nó tại cái máy xới rồi rồi chứ không chạy ra đây chạy đó nào không xới kẹt quá. Chứ mà nếu mà xới xong nhiều là đạo được mấy nhiêu rồi. Đúng rồi, do thằng máy xới thôi chứ mấy ông này thua tới đây thì thua. Ông đâu có máy xới? Có là dựng bao hoàng cái gì tướng à. Ủa nào không xới cho nó. Xới cho đất không xới cho đồ với bao hoàng rồi. Có hỏi anh là nhiêu tiếng không? Kêu đại hả? Chút xíu ăn nhiều hả? Như cái ông này với ông kia như cũng nên là sao á? Mà đã rồi thì ông kia chán. Ông này hang này thì như bà con em mới biết trong về thôi chứ em không. Tại đi với mấy ảnh vừa lăn xe mấy ảnh đồng thời vừa hôm nay con thứ ý em nói là có nghĩa là anh đẩy cái đùa này nè. Chứ còn Trang đó, Trang với đến gò như 50 cái gì hả? Đó về chỗ bên đó cũng còn cao hơn một lớp len ở đây. Coi thầu kéo đất rồi không? Quá dữ mà con, cái này
Kubota GT nó mạnh cho nên là kéo rất là khỏe. Cảm ơn bà con xem cảnh thầu trời kéo đất nha bà con. Chân thành cảm ơn bà con nhiều. Bà con nhớ đăng ký like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất nha bà con. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.